Rồi chào anh em nha, hôm nay mình quay cái clip ngắn này để bán một sản phẩm chính thôi. Thì hàng quá anh em đặt mình đã ship hàng ha, thì còn một số anh em đặt trễ thì ngày mai mình sẽ ship. Nói chung là làm không xuể nha anh em. Hôm nay cũng tạm nghỉ một chắc một hai ngày mình phải đã hoàn thành những cái pin công cụ, pin kích đề cho anh mấy anh em mình đã đặt và những cái máy hàng sale này. Thì hôm nay mình giới thiệu cho anh em là cái này. Chắc máy hàng xe bây giờ anh em có đầy ha, giờ anh em hàng kim gì cũng được, nhưng mà quá trình sử dụng nó sẽ có sự khác nhau rõ rệt giữa kim xịn và kim không xịn. Thường là mình dùng, anh em mua tai hàng á, người ta sẽ bán cho anh em là những cái tai hàng mấy cái đồng, nói chung là đồng KDV hay là này đồng Việt Nam thôi, mua chừng 10 ngàn cặp à. Nhưng mà này là kim hàng của Nhật kim hàng của Nhật Bổn nha anh em. Cái này nó không có thường xuyên và nó không có nhiều, anh em hiểu không? Một cái nhà máy ở bên Nhật, hai bên Hàn Quốc, hai bên nước ngoài người ta dùng, người ta cũng gia công mấy cái kia, mấy cái pin để người ta hàng những cái pin của những cái thiết bị để cái dùng pin đó, người ta dùng cái này cũng rất là nhiều. Với những máy hàng công suất lớn, người ta cần rất là nhiều những cái kim hàng phải cho chuẩn cho xịn, chứ kim đồng thường là không thể nào ha. Anh em biết không, những cái máy hàng mà trên trong nhà máy á, ví dụ như ở đây anh em một số người biết người không á, nhưng những cái máy hàng công nghiệp mà mấy gì Miyachi hay gì đó, cái máy hàng nó rất là đắt nha anh em, nó hiện đại lắm. Chưa tính mà cái công suất mà hàng ở trong nhà máy nó cũng hoàn toàn tự động, chỉ lắp pin vô thôi, kẽm sẵn là để vô nó hàng thôi. Là những cái kim này nó nằm nó cũng ở trên đó thôi. Nó tùy theo công suất mà nó sẽ lắp cái kim. Ví dụ hôm nay mình có cái về cái mẫu này nè. Đó, mình có cái bài đăng thì mình bán được khoảng chắc cũng cả chục cặp như thế này. Còn cặp kim này hôm trước là mình cũng có bán rồi ha. Cho anh em so sánh ha. Nói chung là cốt 3 ly. Cái này là hàng nó sử dụng nước anh em, thì nó mỗi ngày á, nhà máy này nọ nó thải ra cặp, 2 cặp, 2 3 cặp vậy đó, gom lại nhiều lần cho nên rất là lâu mới được có một số lượng như vậy. Đó. Anh em sạch mấy cái này trên Việt Nam mình cũng có bán, cũng có nhiều nữa người ta bán trên sàn này nọ, người ta bán trên 100 ngàn một cặp anh em, thậm chí có 300 mấy chục ngàn một cặp luôn. Cái này nó chiều dài nó khoảng 6 phân anh em. Này anh em nào có mấy hàng ha, mình 58 59 rồi chứ nào có chính xác là 60. Này mình đo nó làm không đủ 60 nha, nhưng mà cốt nó là cốt 3 ly nha anh em. Cốt là cốt 3 ly. Đó, nói chung là tai hàng cơm với những cái máy hàng trụ bây giờ là nó anh em sử dụng được hết ha. Nè, cái này là có sử dụng rồi đó anh em. À, nhìn là biết có sử dụng rồi nè. Đó, cái này là hàng có sử dụng nước rồi chứ không phải là không có. Nó chỉ hàng ví dụ trong một buổi có vấn đề gì đó hay làm những cái xong một cái lô hàng là nó bỏ thôi. Thường nó hàng những cái gì nó mới hàng làm kim bằng vậy. Còn anh em muốn về mà làm nói chung là tùy theo máy hàng nha. Máy hàng mấy anh yếu á thì anh em dùng những cái đầu này nè. Máy hàng yếu á dùng này. Máy hàng công suất lớn anh em dùng này, hoặc mình có thể mình kẹp vô cái máy khoan á. Mình lấy cái dũa thì mình kê ngay cái đầu này nè, máy khoan nó chạy nó sẽ bo tròn cái đầu lại thôi, chứ mình máy hàng nào mạnh không nên dùng những cái kim như thế này. Dùng vẫn được ha, nhưng mà nó kiểu như nó yếu yếu theo so kiểu như cái lực nó cái đầu à. Đương nhiên thằng này 1 ly với thằng này 3 ly thì đương nhiên cái mặt tiếp xúc của nó thì nó không được. Có thể là những kim nhọn này nhọn quá nó sẽ gây thủng pin, thằng này bằng quá nó sẽ không gây thủng pin. Mình hiểu vấn đề là như vậy đi ha. Rồi mình bán cho anh em coi như là cặp này đầu nhọn, cặp đầu bằng là 180.000, 180.000 ha. Thì anh em có thể mình nếu mà xài ít thì mình có thể mua cái này hoặc mua cặp này mình vẫn bán cho anh em. Mua ngày nào đi ship đơn ngày đó, không giữ hàng lại nha anh em. Tại vì mà đơn mình hàng mình bây giờ nó nhiều lắm, nhiều khi anh em để đây là mình quên hết. Thứ nhất mình quên, thứ hai là nó nhiều khi hết hàng mà khách hàng kêu chờ để đây còn ít thinh. Đó, bây giờ nè.
cặp kim này nói chung là cũng là kim hàng của Nhật. Mình mua số lượng người ta cũng tặng khuyến mãi theo. Anh em biết cái này không? Nó chỉ dài khoảng chừng 3 phần mấy anh em, 3 phần mấy à, 3 phần rưỡi à. Này là thích hợp cho lên cho kim mình luôn. Thì sẵn đây mình test chơi cho anh em luôn. Máy hàng mình vẫn bán thường xuyên nha. Thì thôi thấy trên đây những gì mà thôi, mấy cái máy pin mình tạm ngưng bán nha. Tại vì không có thời gian để làm á nè. Cái này cũng bán cho anh khách luôn rồi, nhưng mà mình còn có vài, còn vài bộ thôi. Thì cái này tại ở Hồ Chí Minh mai mình có thể mình giao. Cái bộ lục giác qua thị 200.000 một bộ nha anh em, 200.000 bộ. Cái này thì nói chung là đối với anh em mà đang sử dụng tất cả các thiết bị dùng pin thì không thể nào thiếu. Không thể nào thiếu. Bộ này mới 100%. Giá bán là 200, chi phí vận chuyển. Có một điều là cái này nó không có tích hợp là cái mũi T8 vô trong đây thôi. T10 rồi cũng thông dụng nhất. 15, 20 và hình như là 25. 25, 30, 40 thì to quá, mình chưa mở lần nào luôn. Nhưng mà những con T8 này thường vẫn có sử dụng nha. Những cái mũi này đi ra bãi nó có rất là hiếm nha nè. Không biết bên bển nó dùng, nó sản xuất để bán thôi hay sao. Nó đúng rồi, bên Nhật nó sản xuất để bán thôi chứ nó đâu có tái sử dụng đâu. Những cái mũi này, những cái máy vít này nọ rồi nó thường là nó có lỗi là nó vứt ra bãi rác, nó không có bao giờ mà tái sử dụng mà tới mà nát bét tè be như mình đâu. Hôm nay là vậy đi. Rồi, anh em nhìn cái máy hàng này, nói chung là xem kênh mình thì cũng rất là nhiều rồi. Máy này độ chế dùng chơi mạch bảo anh nè. Đồng thanh nha, đồng thanh mà đồng thanh Việt Nam xịn luôn. Ghép đôi hai cái đâu nha. Hả có giật nha anh em, này là biến này gọi như là AC cách ly, cho nên mà anh em đừng nghĩ nó giật. Hôm nay mình xá hàng trên một cái miếng kẽm này, kẽm hãng nè. Kẽm đồng á nha anh em, nó mạ miếng kem bên ngoài, kẽm này nó 0.225 gì đó. Nhưng mà máy yếu trôi không nổi nha. Kẽm này thì nói chung là mình không cần phải mà lấy thước đo kỹ, là thước mà đo gem làm gì. Nhưng mà những cái máy hàng mà những cái kẽm này mình bán cho anh em, thứ nhất, thứ hai là mình cũng dùng để đóng máy công cụ á, cho nên mình phân từng loại kẽm hết à. Để cắt ra test. Con này đẹp quá mà chưa có rảnh để lên pin cho anh em, anh em thông cảm, chưa bán được đâu. Đây là mình đang chỉnh công suất nó 55 thôi, 30 55. Đúng chưa? 30 55 thôi. Mình sẽ test trên đây cho anh em xem luôn. Trước tiên mình thằng này, mấy thằng này cũng như nhau nha. Mình nói nếu anh em máy mạnh mạnh anh em về bo tròn lại. Như là đa phần có sử dụng nước, nhìn cái đầu đi. Không? Không có hao mòn nhiều á, cỡ tà tà vậy là nó bỏ anh em, chứ nhà máy nó sang vậy đó chứ không phải nó dễn rồi. Còn mình đây là mình xài một cái kim này, anh em xài bao, anh em xài 5 năm. Có nữa anh em xài, anh em hàng trật bằng đạp này nọ, anh em vũa này nọ rồi đó thì nó mới hao mòn dần dần thôi. Chứ còn mà tỷ lệ hao mòn của nó rất là khó. Kim đây thì lúc trước á, thì mình mua cái tay hàng này, người ta thường nó kèm mấy kim hàng có mấy đồng à. Còn sau này thì anh em mua máy hàng của mình này thì mình tích hợp trên đây luôn. Ví dụ như một cái kim tay hàng vậy mình cắt làm đôi là được, có trên đây rồi. Dài quá thì không được. Mình hàng cho anh em xem luôn nha. Coi máy hàng nó đẹp hay là nó như thế nào. Oh, trời ơi, lên cái này anh em đúng thấy là đẳng cấp thiệt. Cái cam này làm như nó bị dơ dơ hết anh em, để mình lau. Anh em thấy không? Cho anh em xem rõ luôn. Ây da. Đó, thấy chưa? Cực đẹp luôn.
anh em thấy không, cái độ bám của nó nhìn nó đều hai bên răng rắc luôn. Mình vẫn để cái máy hàng công suất như vậy luôn, nhưng mà mình sẽ hàng kẽm hãng luôn cho anh em xem ha. Cái chỗ nào sạch sạch để nạo kẽm ha. Đây nè, mình thấy dơ nè, dơ đúng không, chơi thử cái dơ luôn để xem nó như thế nào hàng nha anh em. Đồng chơi với đồng, bây giờ chỉ biến áp xe co này nọ này nọ chơi mới giữ. Xe co thì nó mắc lắm nè, nói chung là đối với một người thợ bình thường kiểu như cái đó là kiểu như cái phong trào tùy theo sở thích từng người thôi. Anh em thấy không, hàng cái nó lồi đồng lên cực kỳ đẹp luôn. Làm như vậy làm sao mà mở nổi anh em. Thật tình như đây là mình bao luôn là không thể nào mà mở mà kiểu như không mà xé kẽm được. Đúng rồi, lên bộ kim mình thấy cái độ ăn kẽm của nó cũng thấy khác khác rồi nha. Lúc trước thì cũng có kim Samsung, nhưng mà kiểu như kim Samsung nó không phê bằng này vậy. Này nghe, kẽm hãng nè, lủng lỗ nè, lủng lỗ nè, lủng lỗ nè. Đó, anh em thấy dữ không? Làm đang dùng cái kim này nhỏ anh thấy là cái độ ngấu nó sẽ ngấu thêm. Vậy là chỉ nó có một đường mà nó hư pin thôi. Đúng không? Cái này cũng được, nhưng mà mình kẹp cho máy khoan mình bo tròn lại tí xíu à, chọn cho cái đầu tròn lại thôi, nó giờ cũng vẫn đẹp thường, nhưng mà nó máy yếu yếu nên chơi này là bao mạnh luôn. Nói chung bao mạnh không phải là do cái biến áp nghe anh em, nó bao ngấu thôi chứ không phải nó bao mạnh. Nè, kẹm hãng chứ không phải là kẹm ấy nha, chứ không phải kẹm Việt Nam đâu. Nè anh em thấy không? Bấy nhảy luôn, hàng có hai. Trời ơi. Phải đúng là mấy cái kim đúng đúng giá tiền thì anh em. Rồi mình thấy mình phê, có đôi lúc nhiều khi mình chỉnh cái máy hàng kiểu như mối hàng mà làm cho nó đẹp á, mình chỉnh công suất xuống để cái như hàng mà kiểu như mấy anh thấy nói là hay trên mạng hay nói là tàn hình đó. Cái đó là mới dính chỉ 50 à. Mình hồi đó cũng theo phong trào vậy, nhiều khi cũng cho nó đẹp, nó đẹp về hình thức nhưng mà nhiều khi cái độ bám dính nó không có, nhiều khi xài thời gian á có thể là anh em gỉ ra luôn, nó bung kẽm luôn. Nhưng mà bây giờ thôi, mình không quan trọng về đẹp, mình muốn chỉnh công suất máy hàng thì cho nó vừa đủ thôi. Như thế này là anh em thấy là nó quá trời mạnh luôn, mình thấy nó quá trời ngấu luôn. Để hàng cái nữa nghỉ anh em, để anh em có nhu cầu liên hệ. Kẽm này cũng là kẽm hãng đó. Cái này mình tháo ra những cái gì, những cái pin sửa chữa cho anh em á, mình giữ lại để mình test máy hàng, giữ lại mình test máy hàng để mình hàng xong đi cho anh em xem đầu kim. Kẽm hãng, kẽm đồng đó, nghe thấy lủng lỗ. Thấy chưa? Tại vì qua cái lớp niken này bên ngoài còn bên trong nó đồng, khi anh em gỉ nhẹ là nó ấy thôi, còn mấy cái kẽm này là niken gì bằng kim loại hít là sắt thép, nó mạ niken bên ngoài thôi, mỏng một te và te thôi, cho nên là hàng này anh em thấy nó xé kẽm nó hơn đồng đó. Nè ba, nó cái đầu có thể hở gì đâu. Đó, rồi anh em có nhu cầu thì mua liên hệ, cứ mua cặp cũng được, cũng thấy có được có thừa tiền thì mua hai cặp vậy đó. Này là mình bốn cây nè, mình không phải là mình nó bó chung một bốn cây nghe, là một cặp là hai cây nghe, chứ không phải là cứ nghĩ gì mình dơ lên giày là dơ lên giày là đòi hết hai bó vậy. Một cặp là hai cây ha, vừa đủ xài, gác lên trụ hoặc hàng tay hàng cơm cũng được ha.
Đó, giá bán một cặp là 180.000, ở mà hai cặp là 180.000, còn mua cặp này là 100, cặp này là 80, chưa bao phí vận chuyển nha, chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em chuyển khoản thì mình sẽ hỗ trợ phí cho anh em, ví dụ 25.000 hỗ trợ anh em như một cốc trà đá hay gì đó đi, chuyển khoản thì cộng thêm 15.000 vậy thôi. Còn anh em quan tâm máy hàng mình sẽ làm tùy theo túi tiền của anh em, giá từ 2 triệu cho đến hơn, tùy cái nội công và cái mạch này nọ rồi nó sẽ hoàn thiện, nó giá thành nó sẽ đổi khác nhau ha. Rồi cái bộ này là 200.000 như thường lệ nha anh em, không thay đổi. Quên nữa, mấy cái bình ắc quy thì mình ẩm là cái pin 3123 nó lên giá, cái mình cũng không có thèm nhập anh em. Mấy cái này là mình cũng đã đóng pin Sony VX40 đóng cho khách bình thường, 8 cell 8AH. 8AH thì nó xài được chừng 5AH thôi, chứ không phải như, tại vì này là hệ pin 3137. Cái này mình bán không rất là nhiều ha. Cái này mình làm cho năm rồi, năm nay mình làm cho cũng khách cũng khá là nhiều, lắp trên những xe SH á. Tại vì mấy anh xài những quay rim tay ga nó nói giá tiền trăm gần triệu bạc, nó anh thì nói chung là khó tiếp cận thôi. Thì chơi mấy cái pin kia nó cũng 500-600 rồi. Thì cái pin này thì đương nhiên là đẳng cấp nó có khác, nó đề được chiếc ô tô được mà. SH nói làm gì? Giá nó là 750.000 cho một bộ pin như vậy. Nghe cho anh em nói này gấp 3 lần, gấp 2 lần SH ở ắc quy ha. Ắc quy để tháng có phải anh em tốn hay cho mình cho nó 250 thôi. Động tháng 2 tháng anh em phải tốn 250 không? Chạy dần vài tháng thôi là nó ắc quy nó yếu dần rồi. Cái tới từ 6 tháng cái anh hư mà ắc quy, 6 tháng cái tới 5 cái mất cái ắc quy hết 250-300. Còn cái này cái sạc chỉ cần trên sạc trên xe nó chuẩn thôi là anh em xài, mình không biết là đến khi nào nó hư. Không biết đến khi nào nó hư luôn. Tại vì chưa có thời gian kiểm chứng, chứ mình dùng là mình đã kiểm chứng là dùng này là đúng 3 năm rồi, không có tốn tiền ắc quy nữa. Mình lấy mấy cái pin cũ cũ thôi, mình lắp vô cho xe cũ mình xài thôi là nó cũng 3 năm rồi anh em, chứ không phải là ít. Trong quan điểm xã hội thì mỗi người mỗi khác, thì ai thích gì thì chơi đó thôi, chứ mình không có không ép ai được ha. Rồi, hôm nay chủ yếu là những cái máy hàng sale pin, đang nợ hai cái máy hàng nữa. Bán cho anh em mấy này chia sẻ dư, mình bán cho anh em xài, chia sẻ lại cho anh em xài, chứ còn cái nhu cầu mình chỉ cần một năm, ví dụ nó chừng 100-200 cặp như thế này là đủ, hiểu không? Này là hàng cũng là hàng hiếm chứ không phải là có hoài, cho nên thì anh em cứ quan tâm thì cứ nghiên cứu kỹ, còn bán hết thôi. Rồi, clip này xin kết thúc, xin chào anh em.